Thưa quý vị, dưới tác động của một rãnh áp thấp di chuyển từ vùng thượng Lào sang, trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, hầu khắp các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Ngay cả như thủ đô Hà Nội, trưa và chiều nay cũng xuất hiện những cơn mưa nặng hạt. Trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ vẫn còn chịu sự chi phối của khối không khí lạnh suy yếu. Vì thế, miền Bắc vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, sương mù bao phủ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp Bắc Bộ tăng nhẹ, phổ biến trong khoảng từ 21 cho đến 23 độ. Với miền Trung, thời tiết cũng có những chuyển biến tích cực hơn. Trong đêm nay, ở hầu khắp miền Trung, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, trong khi nền nhiệt đêm vẫn trong đà tăng. Thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 17 cho đến 19 độ. Còn ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Sang ngày mai, cùng với đà suy yếu của không khí lạnh, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trời sẽ có nắng nhẹ về chiều, nhiệt độ tăng lên mức từ 22 cho đến 25 độ. Từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Tháng 2 là một trong những tháng cao điểm mùa khô ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên. Điều này cũng được thể hiện qua thời tiết hàng ngày. Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, trong đêm nay và ngày mai không mưa, trời nắng sớm. Cũng do còn nắng sớm nên nhiệt độ ngày ở các khu vực đều cao. Ở Tây Nguyên phổ biến ở ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 cho đến 33 độ. Trên biển, vịnh Bắc Bộ tiếp tục lưu ý tới hiện tượng sương mù, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Trong khi ở vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây của Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây của huyện đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Với khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc giảm còn ở mức cấp 5 và tình trạng biển đang chuyển tốt dần. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.